Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ban cứu trợ kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tiếp tục cùng Đảng nhà nước tập trung phòng chống dịch và có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Cứu trợ tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân hãy phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc với tinh thần chống dịch như chống giặc, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình, cùng chung tay tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Mọi sự ủng hộ của quý vị vào lúc này đều hết sức quý báu và cần thiết. Thời gian vận động từ ngày 20 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020. Mọi sự ủng hộ xin vui lòng chuyển về địa chỉ Ban cứu trợ tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trung tâm hành chính chính trị tỉnh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, hoặc chuyển về tài khoản, tên tài khoản: Quỹ cứu trợ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số tài khoản: 3761-090-663-029-1049 tại kho bạc nhà nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hoặc nhắn tin ủng hộ qua tin nhắn CV Viết Hoa khoảng cách N Viết Thường gửi 1407 trong đó N Viết Thường là số lần ủng hộ 20.000 đồng Với ý nghĩa nhân dân sâu sắc ấy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh rất mong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hãy chung tay nhiệt tình hưởng ứng cùng xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam đoàn kết, an toàn và nhân ái.